chinh phục tổ thứ 5 của buổi sáng này mọi người. Kìa, ở trên đỉnh kìa, tổ này cũng già rồi. Hệ tổ này là những cái tổ mà phát triển lâu rồi. Mà cái khu vực này là khu vực mới mà anh em mình phát hiện ra. Bay rất đông rồi ạ. Bốt luôn đi. Luôn từ đây lên được anh. Lấy máy bay không? Có. Bảo anh ấy cứ đợi ở cái chỗ đấy nhá bạn nhé. Mang áo mải. Lấy mỗi ở coi vali, cái hộp bé bé, có trong hộp có một cái vali bé. Lên rồi đấy. Đốt luôn rồi, mày ca. Đại ca đốt luôn. Cái hòa đốt luôn từ đây. Đốt kiểu này mang lên khói lắm. Có khi thế thì để dưới luôn đi thông ạ. Để dưới luôn. Không phải mang lên. Mang lên không? Nhưng mà mang kiểu này khói lắm. Anh như trèo mèo ác tốt lắm các bạn. Ra luôn đấy anh nhờ. Thôi ra đi anh ơi. Úi, khói ra tung tóe này. Anh Hòa đang quét. Ôi, tổ vừa tầm luôn. Không rõ nữa. Ơi. Xem nào. Điều vậy. Ui. Vịt hết à anh? Chưa vịt vậy đâu. Chưa vịt thôi nhưng đẹp nhờ. Đẹp quá luôn anh ạ. Tổ hàng yến đấy. Em lên với anh nhá. Ui, đẹp lắm các bác ơi. Có thể chặt cái dây để đi không? Ui, cái tổ này nó dễ phải dài đến 2 mét không anh? 2 mét đấy. Có sâu hết rồi mọi người này. Tổ phải trên yến mọi người ạ. Ấy, cái cục bầu này. Cục bầu khủng khiếp luôn. Cục bầu này hơn 10 cân rồi. Hơn yến là cái gác rồi. Bầu kinh khủng lắm. Đấy. Chúng ta nhìn thấy mũi chúa này. Mũi chúa tổ ong này nó già hết tầm rồi. Nó đoạt mũi chúa nhiều này. Quá đẹp luôn mọi người ạ. Bên phía anh Hòa này thì sao? Bên này cũng đẹp. Bên này cũng đẹp này. Long lanh. Này, anh ốc âm bỏ mày nó chắc hẳn. Từ từ nhá. Rồi. Tuyệt vời luôn đấy. Cẩn thận dâm bó khói rơi nhá. Thì như phấn hoa ít lắm em ạ. Phấn hoa ít anh. Ừ. Khói quá, bầu khói của bạn Long ấy. Dựng lên. Đấy. Cẩn thận rơi nhá. Rơi được. Có dao đâu anh nhỉ? Đâu đây. Anh quay nhìn rõ. Ui, các bác xem. Ui. Này. Đúng không cái cổ bầu này. Ui. Ui, trời ơi. Phấn hoa đâu nhỉ? Ui, cái này mật đấy. Bên dưới nữa. Đây. Ua. Đây. Ua. Đây nhá. Ở đây tầm đấy. Ui, tổ này có phấn đâu. Ồ. Con mật. Bầu gây gớm lắm. Đây các bác này, phấn này. Gớm luôn. Đặt lên trên nhá. Ê, đặt lên nó chảy xuống em à. Chảy nhờ. Ui, mật này mật vàng óng. Mật. Đặt tầng nào vậy? Ôi giời ơi, phấn hoa đây, nguyên khối đây. Ôi giời ơi. Lòng lại. Để anh quay cho chị. Lòng lại luôn. Đi thôi. Ê. Lại tới một tí.
có thấy gì không em ạ? Có. Bên em tỏa khói lắm à? Mau lên tao một ý á. Ừ. Tầm đấy đấy. Thăn quá. Khiếp khủng luôn. Mật vàng thế nhỉ? Ừ. Hết phấn chưa? Nàng tỉa đây. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. À chỗ kia còn, chỗ kia còn, chúng mày ngay cái này cắt đấy. Bên dưới, bên dưới, bên dưới, tận dưới, tận dưới. Cái góc nhọn này này. Đây mày. Đây, đây, đây. Rồi, được rồi. Ok rồi. Có tiền máy thì phải im đấy. Ừ. Mày vào nhiều lắm. Cái khói, đây, đây, bầy, bầy. Nhà đang bận. Đang có việc. Tuyệt vời luôn. Cái này em sợ cắt một lần còn không được ấy. Ôi, từ từ nhá, xem nào, lấy cái túi bóng. Không cần đâu, không cần. Ừ. Ôi, dài hơn mét này. Quả bầu á? Quả bầu này á? Quả bầu... 2 gang, 2 gang hơn, nhưng mà nó dày lắm. Dày. Nó dày phải bằng... Bằng con dao đấy. Bằng con dao này. Thì hơi sâu. Anh lấy cái cho em ấy. Không sâu đâu, bên này em không cắt. Túi bóng đâu nhỉ? Để các bác xem. Nó lấy hoa về nhiều ấy. Ừ, nó lấy hoa về nhiều lắm bạn ạ. Đây em ơi, của em đây. Tổ này hết sức cẩn thận đấy, tổ này trên yến rồi. Tầm 12, 13 cân. 13 cân. Khỏi lắm. Để thật có dao rơi nhá. Khỏi đi rồi. Cứ lùi lùi góc nào có ý đánh xem mình lộn ạ. Ừ. Ôi, vừa cái miệng túi luôn đấy. Sợ gãy rồi, gãy đôi tổ. Yep, cũng được cái túi bóng luôn. Lôi lòng ơi, khói làm kiểu gì mà ghê đấy. Ấy gì cẩn thận trượt xuống tay đấy. Ôi, không được. Nó đây nè. Ồ. Đưa dao tiếp. Đưa tiếp. Nó dày quá. Mật to. Mạo mùi thơm lắm. Đó dày quá. Dày quá, thế để anh cắt nhá. Tiếp. Được, em được, cầm để anh cắt được. Được không? Đưa em cắt được. Hả? Đưa em cắt được, cứ đưa đây. Đưa dao đây. Cẩn thận là nó nặng quá, nó lại tụt đấy. Nếu không được thì để anh cắt. Được không? Cầm tí bóng chắc nhá. Được không? Em cầm dây bóng để anh cắt cho. Ui. Cầm của em. Từ đã. Từ đã, từ từ đã. Được. Không cầm bằng tay kia được đâu. Đúng được. 13, 14 cân, quay này. Ây. Khiếp. Tụt quả bầu. Tụt quả bầu xuống à. Ui. Sợ giật mình luôn. Bầu trâu mộng. Từ từ nhá. Từ từ. Bầu cái này ra cho em. Em đợi im nhá. Em đứng chắc nhá. Ừ. Được, anh cứ chỉ cần há một bên là cho em rồi. Cầm nhá, cầm bên đấy nhá. Em bó guốc không? Em là guốc. Cầm cái dây cho anh. Đấy. Chục cân rồi. Tôi bỏ nhá. Bỏ đâu. Để anh... Từ từ nhá. Anh cầm chưa? Anh cầm rồi. Tính mày chưa? Xử lý ca này. Thật sự có bao là khó. Em cầm để anh cho lên lưng luôn. Ừ. Nhá. Ừ. Nhưng buộc đã. Em cầm để anh buộc đã. Đây. Muốn nguyên khối luôn. Cục phấn hoa bây giờ tí cũng đốt vào bên trong các bạn. Cục phấn hoa bên kia. Nói chung cảnh quay sẽ không được nó hơi giật một chút nhưng mà do là cái địa hình này bắt buộc mọi người. Tầm độ 13 kg. Vẫn nguyên khối nhá, xuống chúng ta mới cho hơi vào được. Tầm giờ này thì không thể cho vào được. Cẩn thận nhá.
Nguy hiểm nhất là cái đoạn vào ba lô này này. Có thể lật người đấy mọi người ạ. Tất cả cái độ cao này như thế này nữa. Đây cái dây úi có chịu được không ấy? Đây này. Mình chỉnh sửa đẹp lắm rồi. Đấy, để nguyên thế này thôi. Ong vẫn tiếp tục được nở rộng và phát triển. Dây túi chịu được không ấy? Được không? Anh xuống nhá. Vâng, anh bỏ cái áo em xuống với. Với cục phấn anh em cầm guốc em cho xuống nhá. Ok. Đây. Long ơi. Đâu ấy? Đây. Rút thôi các bạn ơi. Từ nhá, guốc nhá. Ok. Xong rồi. Bao cân là bạn? Tầm bao nhiêu cân? Mười mấy cân? 14-15 cân. 14-15 cân nhỉ. Thảo nào lúc mình nhờ. Ui. Cũng mười mấy cân đấy nhờ, 15-16 cân đấy. Tầm đấy đấy, bởi vì nặng lắm. Nặng ghê gớm nặng lắm, nhìn ghê gớm luôn. Nhìn cái lượng mật của nó là biết rồi. Nhìn cái lượng mật nhờ, mật đẹp luôn. Bầu to. Ok, quá đẹp. Cho tớ xin kiểu ảnh. Giờ xong rồi anh em mình lui nhé các bạn nhá. Anh Hoài.